Xin chào cả nhà. Số hỏi ở Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em nồi áp suất nhôm các bác nhé. Đấy, dòng này nó cũng là dòng van xoáy này các bác này. Thương hiệu Zken, hàng chuẩn Nhật nhé các bác nhé. Đấy, con này cũng là dung tích 6 lít các bác nhé. Dòng này thì với cái dòng này thì dung tích 6 lít nó nhiều, chứ cái dòng 4 lít hơn 4 lít rất là ít luôn, ít vô cùng, ít hiếm. Con này thì gioăng cực kỳ đẹp. Đấy, gioăng ăn còn trắng đều màu các bác nhé. Đấy, với cái dòng nồi áp suất nhôm, bởi vì nguyên bản của nó là gioăng của nó trắng phau luôn. Đấy, với cái dòng gioăng như này là khá còn quá đẹp rồi, còn nhiều con gioăng của nó còn đen xì luôn. Thế nhưng mà quan trọng là nó mềm mại, các bác vẫn dùng bền thoải mái luôn. Đấy, cái dòng gioăng âm này thì gần như là cam kết với các bác là nó bền vĩnh viễn luôn đấy các bác nhé. Vì bán rất là nhiều cái dòng nồi này rồi, gần như là nó không bao giờ nó có lỗi các bác ạ. Hàng nồi bao giờ cũng rất là kín hơi, về test 10 con thì đủ cả 10 kín luôn. Đấy, và dùng rất là bền, khách hàng gọi là yên tâm luôn, sử dụng yên tâm. Đấy, nhà bác nào đang sử dụng bếp ga, bếp củi hoặc bếp than hoặc dòng ngoại đấy mà thích dòng vừa vừa tiền và dùng bền nữa thì các bác chốt anh này cho em, lại nồi nhôm nhé các bác nhé. Van zin 100% này, chuẩn theo màu luôn này. Đấy, nồi bên trong đây. Đấy, con này thì sử dụng nhiều cho nên nó có cái hiện tượng ngấn như thế này các bác nhé. Cái dòng nhôm trắng này mà sử dụng nhiều hay ít là không thể giấu được, nó không như là dòng nồi inox không giấu được. Đây, nó sẽ có cái hiện tượng ngấn nước, ngấn vấn trắng như thế này, ngấn vàng như thế này là do người ta sử dụng nhiều ấy. Còn đâu để mà nói thì hình thức của hãng rất là đẹp, nhôm màu trắng zin nguyên bản luôn. Đây, Made in Japan nhé các bác nhé, Made in Japan. Đấy, thương hiệu Zken, hàng chuẩn Nhật, dung tích 6.0 lít. Đấy, phần đáy này, đấy, không chê không tránh được. À, khi mà đặt xuống nền nhà vận di chuyển đi di chuyển lại là nó sẽ có những cái vết như thế này. Và dòng nhôm thì nó sẽ rất là bị hằn, nó không như là dòng inox. Inox thì chỉ hơi bị sức nhẹ bề mặt một chút thôi, nhưng dòng nhôm nó sẽ hằn lên như thế này. Đấy, con này thì tay chân nó không bị vỡ vết gì nhé các bác nhé. À, trong nồi thì thực ra nó rất là đẹp, nó không bị, nó chỉ có hiện tượng của ngấn sử dụng thôi, chứ còn đâu nó không bị rỗ trước thì nha các bác nhá, yên tâm luôn, sử dụng bền luôn. Các bác cứ sử dụng đấy, em bảo hành các bác 3 tháng bền vĩnh viễn luôn các bác nhá. Van xoáy dễ dùng, dễ sử dụng luôn, các bác không no là tay chân khó đẩy các thứ. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào đúng cái gò của nó, dựng thẳng cái van lên cho em, đặt đun là ok luôn nhé các bác nhé. Đấy, dung tích là 6 lít, dòng này dòng phổ thông 6 lít thì nhiều, 3 lít rưỡi 4 lít nó ít lắm. 3 lít rưỡi thì 4 lít các bác lấy sang cái dòng một tay dài một tay ngắn nồi nhôm thì có, chứ còn đâu dòng hai quay như này thì hầu như nó là loại 6 lít thì nhiều. Nồi bên em đã test kín hơi nhanh nhừ nhé, bảo hành cho các bác 3 tháng. Con này em bán cho các bác giá này 700.000, em bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy, bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000 của lại nhận hàng, được kiểm tra và thanh toán nhé các bác nhé. Rồi, bên em đã test kín hơi nhanh như bao xì bao chảy nước cho các bác ạ. Rồi, em xin chào bác, các bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau ạ.